Em Tùng của chợ đồ mối ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị các bạn. Vâng, rất vui được gặp lại anh chị quý vị và bạn trên bước sóng livestream mỗi tối thường ngày ạ. Và hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2022. Thanh Tùng lại xin phép lên sóng báo giá cho gia đình nhà mình cũng như là trò chuyện tương tác với anh chị quý vị và các bạn trên ba miền Tổ quốc và những dòng xe hiện đang bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương bên em ngày hôm nay. Đấy, vâng, chào gia đình nhà mình nhá. Hôm nay bên em có bán được hai mẫu rồi, một chiếc Toyota Innova thì bác đã cọc về Kim Thành, Hải Dương này. Và một chiếc Gantra đấy, anh chị quý mình có theo dõi buổi live stream đấy. Chiếc Gantra màu trắng 2007 thì hôm nay về Hòa Bình nhá anh chị quý mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hãy hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi live stream mềm hơn. Đấy, em xin lia máy quay hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý mình tham khảo những đầu xe bên em đang có nhé. Cần mẫu nào, dòng nào, phân khúc tầm bao tiền để lại comment dưới phần bình luận để em được tư vấn trực tiếp cho gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn, mình cùng quan sát cùng em. Chào bác Thế Vinh Nguyễn này. Vâng, chào toàn thể chị quý mình. Đấy, rất là nhiều đầu xe thì chợ ô tô đầu mối Hải Dương để phục vụ anh chị quý mình nhé. Chắc Thế Vinh Nguyễn có xe nào sedan 2 đầu không? Sedan 2 đầu nhà em rất là nhiều anh Thế Vinh Nguyễn ơi. Đấy, sedan 2 đầu này. Quay một vài mẫu này. Gantra số sàn 2009 này anh ơi. Đấy, sedan 2 đầu 135 triệu đồng này. Tiếp tục này, Gantra 2010 số rộng nhá. 1.6 số rộng này. Con này là 210 triệu đồng này, anh quan tâm nhắn tin cho em đi. Đấy, sedan 2 đầu tiếp cho bác Thế Vinh Nguyễn này. Tiếp tục lại sedan 2 đầu đây. Là Chetty Cedric này. Đấy, bác Thế Vinh Nguyễn ơi, bác quan tâm dòng sedan 2 đầu tầm bao tiền nhá, để lại cho em xin bình luận đi để em tư vấn sát hơn dòng xe anh đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào bác Phạm Trách, chào bác Nguyễn Khôi. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, buổi tối thì anh chị quý vị sau giờ ăn cơm rồi, rảnh tay rảnh chân đi, hoan hỉ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn, để những anh chị quý vị nào có nhu cầu này đến bên em tham khảo đã này. Chưa mua cứ đến bên em tham khảo đi, xem cho mình xem mẫu nào ưng ý không, xem tận mắt tận tay đi nhớ, để chọn nó hợp lý ạ. Bác Nguyễn Quang Vinh tìm vai ớt số sàn 2015-2016 mà vẫn chưa có luôn. Ôi bác, vâng, em cũng chia sẻ thật mê anh Nguyễn Quang Vinh và tất cả anh chị quý vị mình, vai ớt là đầu xe cũng khá là hiếm đấy. Bên em vẫn chưa tìm được tầm nào đầu nào tầm 2015-2016 theo ý anh nhá. Bên em thì mai kia về một chiếc 2018 này và một chiếc 2019 anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Quang Vinh đã quan tâm. Hơi tiếc lại vẫn chưa có dòng sản phẩm nào phục vụ anh ạ. Vâng, vâng, anh cứ hoan hỉ lên cho em xin mấy lượt chia sẻ đi. Lao có đầu nào mà vai ớt 2015-2016 em giảm kịch sàn cho anh luôn, làm sao anh mua được. Đó là nó là lời cảm ơn đấy của Thanh Tùng của chợ ô tô đồ mối Hải Dương gửi đến anh nhá. Cedric bao nhiêu tiền? Ok, Cedric đây. Để em quay con Cedric cho bác nhá. Chào bác Ngoan Thanh, chào bác Lam Nguyễn, chào bác Nguyễn Quang Vinh, chào bác Triệu Việt Thái này, chào bác Phạm Trích, nhà xe đẹp quá. Chào Thanh Tùng ơi, vâng, cảm ơn bác Phạm Trích rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Quang Vinh, Quang Vinh nhá. Chúc anh có buổi tối vui vẻ này. Có bước sóng livestream này thì ủng hộ em xin vài lượt chia sẻ đi ạ. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Chào bác Tuấn Hải này. Đây, Cedric đây, báo giá cho anh nhá. Lacetti Cedric 2010 đăng ký là bánh năm 2011, 1.6 số động, 255 triệu đồng anh ơi. 255 triệu đồng mà anh đang quan tâm nhá. Máy số keo chỉ này, cột keo được còn zin, la răng đúc lốp láp đẹp, gương kính cụp xoay điện, xi nhan trên sườn xe, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều auto. 255 triệu đồng, giá còn bớt được ạ. Đấy, đang xe được trang bị cả đây option cửa sổ chơi trên cao đây. Có con nào tầm 200 không bạn? Bác Văn Phương Châu. Vâng, tầm 200 đây. Tầm 200 đấy bác ơi. Gantra 2010 số động đây, 1.6 số động này. Máy số này, keo chỉ sơn si, cột keo còn zin này, zin đến từng con ốc luôn nhá. Bác tham khảo dùm em mẫu này, 210 triệu đồng này. Gantra số động, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều đây. Em cũng nói thật, từ đợt mà bắt đầu em bán xe này, đấy, vẫn chưa tìm được con nào mà đẹp như con này đâu ạ. Anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng xe 200 triệu số động này, tham khảo giúp em chiếc này đi. Đấy,
đẹp lét đẹp căng luôn. Đã có video review chi tiết rồi đấy gia đình mình ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác Nguyễn Quang Vinh này. Chào bác Nguyễn Hữu Trường. Chào bác Khải Trần. Ồ vâng, cảm ơn bác Nguyễn Quang Vinh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Nam Nguyễn. Đây nhá, anh Văn Phương tham khảo giùm em mẫu này 200 này. Anh Văn Phương ơi. Vâng, thì hôm nay bên em có về một chiếc Hyundai Vera. Đây, Hyundai Vera 2009, 165 triệu đồng. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Lớp sơn màu trắng này, biển tư nhân 99, Bắc Lưng quê hương con họ chữ tình đây. Là răng đúc lốp láp đẹp, nhà mình ủng hộ cùng em ạ. Vâng, Nguyễn, chào bác Nguyễn Hữu Trưởng. Quá rẻ các bạn ơi. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Hữu Trưởng rất là nhiều này. Thì giá xe bên em lanh quanh từ 65 triệu đến dưới 600 triệu đồng thôi. Những dòng xe quốc dân gọi là tầm tầm tiền, phục vụ anh chị quý vị các bạn ạ. Những bác nào công nhân viên chức này đấy, công nhân mới mức trung bình chỉ cần là khá thôi đấy là đã mua được xe bên em rồi ạ. Vâng, chào anh Triệu Việt Thái này. Em thích con Morning màu đỏ. Ok, có Morning màu đỏ để cho bác Triệu Việt Thái tham khảo nhá. Đây, bác Triệu Việt Thái ơi, Morning màu đỏ 2016, 1.25 số sàn, 4 máy. Đây, động cơ thì vừa đủ này, vừa tiết kiệm nguyên liệu cho anh chị của mình. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, 200 triệu đồng tròn. Máy số này, keo chỉ, cột keo thì còn zin, lốp láp sơn si đẹp, nội thất thơm tho, trang bị hai trang bị cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn nhá, phục vụ mọi nhu cầu anh chị quý vị mình. Vâng, anh Triệu Việt Thái ơi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Quan tâm con mẫu này nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Nhắn tin với khung giờ đang livestream này, chốt được xe giảm 5 triệu, giá còn thương lượng được cho chị quý vị mình ạ. Chào bác Văn Phương Châu này. Chào lại gia đình mình đang xem buổi chào lại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc có một buổi tối vui vẻ, luôn giữ gìn được sức khỏe bên gia đình và người thân. Qua bước sóng này thì hãy chọn cho mình được mẫu xe ưng ý đi ạ. Đây nhá, em xin phép báo giá cho nhà mình lần lượt những đầu xe. Anh chị quý vị mình quan tâm mẫu nào thì cứ để lại bình luận để em tư vấn trực tiếp ạ. Có con, chào bác Nguyễn Bính, có con Vios hoặc Accent nào đời 2018 trở lên không? Accent thì không có, còn Vios thì có một chiếc nhá. Có một với chiếc Vios bản E 2014 này. À đâu, em xin lỗi, 2019 cuối. Sản xuất cuối năm 2019, anh Nguyễn Bính nhá. Đấy, chiếc đó là 420 triệu. Thì tạm thời hôm nay trước đấy đi công vụ chưa về đến nhà. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Để em gửi cho anh hình ảnh con đấy nhá. 2019 form mới, bản 7 túi khí. Đấy, bản 420 triệu anh ạ. Vâng, chào bác Văn Phương Châu, màu trắng hai đầu đi bạn. Để mình còn chốt luôn. Đây, màu trắng hai đầu cho bác Văn Phương Châu nhá. Đây, Vela 2009, đăng ký là bánh 2010, 165 triệu đồng này. Đấy, 165 triệu đồng nhá. Bác Văn Phương Châu này, nếu mà chốt em này này, bớt cho bác Văn Phương Châu trên livestream ngày hôm nay 5 triệu nhá. Đấy, có toàn thể anh chị quý mình chứng kiến dùm em nhá. Chốt được này, bớt 5 triệu này, để lại số tài khoản ngân hàng luôn cho bác Văn Phương Châu nhá. Vâng, cho bác Đăng Cường này. Đấy, bác tham khảo cho Vela cho em đi. 165 triệu đồng, 209, 1.4 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đây, tiếp tục lại màu trắng hai đầu này, anh tham khảo dùm em tiếp này này. Màu này thì màu bạc thôi. Đây, màu bạc nhé, còn màu trắng nhá. Đấy, màu bạc đây. Genta 2010, số tự động 1.6 nhá. Đấy, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 2022. Cam kết mê bác luôn này. Máy số này, keo chỉ, cột keo, sơn si, nội thất zin luôn. Zin từ nhà máy như thế nào đến bây giờ em nó vẫn như thế này. Zin đến từng con ốc luôn, 210 triệu đồng. Chốt được trên livestream ngày hôm nay, bớt 5 triệu, giá còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Vâng, Kia màu đỏ anh, bác Văn Dục. Đây, Kia màu đỏ đây. Hôm nay rất nhiều anh chị quý vị mình đang quan tâm đến mẫu xe màu đỏ này. Đấy, màu đỏ may mắn này, màu đỏ rực rỡ nhá. Nhà mình tham khảo dùm em này. Em báo lại một lần nữa chiếc này cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo này. Kia Morning 2016, 1.25 số sàn, 4 máy. Đấy, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. Dòng xe quốc dân 5 chỗ này. Máy số điện đóm thì dễ bảo trì, bảo dưỡng cũng như sửa chữa. Phụ tùng thì thay thế thì có luôn luôn có sẵn này. 200 triệu đồng cho anh chị quý vị quan tâm. Chốt được trên buổi bước sóng livestream ngày hôm nay, giảm 5 triệu, giá còn thương lượng nhá. 200 triệu đồng cho này. Máy số keo chỉ sơn si, cột keo thì còn zin còn chất, đăng kiểm thì còn dài. Tháng 11 2022, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình nhá.
Đấy cho mình cùng tham khảo một vòng em ra đây. Con này thì hồ sơ đã cầm tay rồi, lên những thủ tục mà bấm biển mới này, sang tên đổi chủ trong ngày thôi, trong ngày thôi cho anh chị quý vị nhìn mình ạ. Vâng, chào bác Khân Trường Văn, chào bác Nguyễn Hữu Trưởng, chào bác Kiếm Nguyên, chào bác Khải Trần, hai bác Trần Thị Thu Hoàng, vâng, chào bác Nguyễn Công Huấn, chào bác Lam Nguyễn, chào bác Trần Đức, chào bác Huy Văn Dương, chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc. Cả nhà anh ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay cũng là một cái duyên đấy, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa bước sóng livestream ngày hôm nay hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe cũ đã qua sử dụng, giá thì vô cùng là ok, vô cùng hợp lý cho gia đình mình nhá. Cạnh chiếc Kia Morning 2016 rồi, tiếp theo đây em xin báo giá anh chị quý vị mình những đầu sản phẩm đang có bên em ạ. Lacetti 208 đăng ký năm bánh năm 2010, 155 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn, xi cột keo thì còn chất còn zin, đăng kiểm thì còn khá là dài, tháng 12 năm 2022, 155 triệu đồng, 1.5 số sàn. Mình tham khảo dùm em một mẫu sedan hai đầu 150 triệu này này. Đấy, tham khảo dùm em nhé. Chiếc Gentra này thì tư vấn rồi này, tư vấn hai lần cho anh chị quý vị mình này. Vâng các bác ơi, các anh chị quý vị ơi, anh chị quý vị nào mà đang muốn bổ túc tay lái này, tham khảo dùm em chiếc Matiz đây đi. Matiz bản SE 2008 có 65 triệu đồng thôi, không đắt đâu ạ, 65 triệu đồng thôi đã có xe à, đấy, chủ xe giao 45 triệu đồng bán trên livestream này, 45 triệu đồng nhà mình quan tâm này, để lại bình luận chốt luôn trên livestream này. Đấy, chủ xe cho bán 45 triệu đồng đi nhá. Tham khảo dùm em chiếc này này. Đấy, 45 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Viên, chào bác Nguyễn Văn Đề, chào bác Văn Vương Châu, có i10 số tự động không? Vâng, anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, tiếc quá, i10 số tự động thì tạm thời bên em lại chưa có đầu nào này. Để em xem có mẫu nào tự động em tư vấn luôn cho anh nhá, với phân khúc i10 này. Đây, số tự động đây, anh tham khảo dùm em này. Gentra X210 đây, 1.25 số tự động nhá. Đấy, cũng một dòng xe đến từ Hàn nhá. Anh Nguyễn Tuấn Anh tham khảo dùm em chiếc này đi, 228 triệu đồng, giá còn bớt được cho anh chị quý vị quan tâm. Gentra X210 đăng ký lăn bánh 212, xin nhan trên gương kính cụp xe điện này, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Sấy gương sấy kính thì đủ cả rồi. Option cửa sổ chờ đây, Panama đây, vô cùng là thể thao, vô cùng hiện đại nhá. 228 triệu đồng cho anh chị quý vị mình quan tâm mẫu Gentra X ạ. Matiz đồ gỗ canh Nguyễn, Matiz 40 triệu. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi anh đồ gỗ canh Nguyễn ơi nhá. Nhắn tin qua fanpage đi, chốt được để lại cho anh 40 triệu vào đấy nhá. Anh đồ gỗ canh Nguyễn ạ. Vâng, chào bác Vinh Trình này, chào bác Chính Văn, chào bác Nguyễn Công Huấn, chào toàn thể chị Quý Minh. Vâng, nhà mình ơi đang xem livestream hoan hỉ lên cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi nhà mình ơi. Có mắc xích 30 không em? À vâng, chào bác Chính Văn. Bên em này xích 3 thì lại chưa có anh Chính Văn nhá. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like này, cũng như một lượt theo dõi đi, để em nào mà có đầu nào vừa mới về thì em tư vấn luôn cho anh này, để lại cho em số điện thoại luôn đi anh nhá. Anh Nguyễn Công Dũng, vâng, có bán tải tầm 900 không? Bán tải thì bên em này, bán tải đúng không ạ? Bán tải thì bên em đang có một chiếc Forger 2 cầu máy dầu anh ạ. Con đấy thì chỉ có 420 thôi. Đấy, anh nhắn tin qua fanpage em đi, em gửi hình ảnh con đó trực tiếp cho anh nhá. Con đấy thì hôm nay lại tạm thời không ở nhà. Đấy, trước đi đi công vụ một chút rồi. Các tí nếu mà có về không thì em quay luôn cho anh ạ. Vâng, chào bác An An này. Chào bác bán tải, à chào bác Tống Công Vinh chuyên bonsai có bán tải nhá. Có một con Forger 2 cầu máy dầu hàng 2013 nhập Thái nguyên chiếc này, động cơ 1 động cơ 2.2, 2 cầu máy dầu 410 triệu đồng. Trước hết thì tạm thời hôm nay này đi công vụ, nếu mà tí nữa về sớm thì em sẽ quay cho anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng bán tải nhá. Ok, cho Chính Văn này. Vâng, cảm ơn bác chuyên bonsai rất là nhiều này. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị mình ơi. Vừa vào xem livestream này hôm nay thì cho em xin lấy làm động lực đi gia đình ạ. Vâng, chào bác Phạm Viết Hải. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Tìm xe màu trắng số tự động phân khúc i10 đây. Màu trắng số động phân khúc i10 nhá, anh tham khảo dùm em anh Tuấn Anh ơi. Kia Morning 2009 nhập Hàn này. Đấy, 1.0 số động.
195 triệu đồng. Đấy, anh tham khảo giùm em chiếc Morning nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Máy số keo chỉ lốp lát thì còn chất còn đẹp. 195 triệu đồng. Con bán tải 209 còn không bác ạ. Huy Dương Văn, con bán tải 2009 thì em vừa mới bán trưa đây luôn. Anh Huy Dương Văn nữa, em vừa mới bán trưa luôn. Đấy, tiếc quá anh ạ. Em còn video đấy, em còn video nói chuyện và tương tác với anh khách hàng mua xe đấy, anh bên Linh Giang thì phải. Đúng rồi, anh bên Linh Giang. Con bán tải bán rồi anh ạ. Vâng, nhà mình ơi. Đấy, đang quan tâm dòng nào này? Quan tâm chiếc nào thì để lại bình luận đi. Để lại bình luận đi, em tư vấn luôn này, chốt được luôn nhá. Đấy, không như con bán tải 209 bác vừa hỏi này. Sáng mới còn luôn. Đấy, tới trưa là đã không còn rồi. Tiếp tục này, đấy số tự động này, phân khúc của i10 nhá, anh Tuấn Anh tham khảo giùm em này. Có K3 số sàn không? K3 số sàn bên em có một chiếc nhá. Đây. Có một chiếc K3 số sàn ở trước đây để em tư vấn cho nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Quang Quý, có i10 200 nhá. Có i10 tầm 200 anh ơi. Đây em tư vấn lốt cho anh Tuấn Anh này về tầm số tự động phân khúc của i10 đây. Kia Morning này, đấy. Nhập hàn nguyên chiếc 2011 1.1 số tự động này. Máy eco bản Sport nhập hàn nguyên chiếc nhá. La xăng đúc lốp láp đẹp, xin nhan trên gương. 210 triệu đồng cho anh chị quý vị mình quan tâm ạ. 210 triệu đồng, máy eco được siêu tiết kiệm. Đấy, bản Sport rất là đẹp luôn. Cam lồi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều auto Z boost luôn. Biển tư nhân chính chủ Hà Nội rồi. Đấy, anh chị quý vị mình tham khảo giùm em nhá. Vâng, tiếp tục là em xin phục vụ anh Nguyễn Quang Quý này. Có i10 tầm 200 không? Ok đây, để em sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh chị quý vị mình luôn nhá. Đây, vì là vài ba bác một lúc thì em lại không review được chi tiết. Chà, mình cứ đợi em đi. Dưới 300. Đấy, chiếc Morning, hai chiếc Morning vừa đấy, 195 triệu 209 này. 211 là 210 triệu anh Tuấn Anh nhá. Số tự động. Đây, anh chị quý vị nào đang i10 tầm 200 đây ạ. i10 214 đăng ký là bánh năm 2017. Nước sơn màu trắng xứ đây. Sơn xi máy số keo chỉ còn chất này, 195 triệu đồng cho anh chị quý vị mình quan tâm nhá. Đấy, 195 triệu đồng này, bác nào đang quan tâm i10 tầm 200 triệu này. Để ý giùm em này, để ý giùm em sẽ tư vấn những đầu i10 cho gia đình mình một lượt luôn. Tầm 200 triệu nhá. Có Vios 208 không anh, bác Cảnh Đào Văn? Vios 208 thì bên em không có, nhưng tầm có 210 này. Đấy, 210, 209 có anh ơi. Đấy, 210, 209 có này. Vâng, em mua xe giao dịch sao anh? Vâng, anh Công Nguyễn ạ. Thì bên em nhá, anh giao dịch này. Nếu mà anh gần Hải Dương đến trực tiếp bên em. Địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Xa một chút, đặt cọc lại 5 triệu, bên em ship xe tận nhà. Không ưng, hoàn lại tiền, nhận lại xe cho anh nhá. Xem lốt i10 đi, ok, xem lốt i10. Ok, con này rất là cảm ơn những lượt bình luận anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Đây, tiếp i10 đây. Tiếp tục i10 này, 195 triệu đồng gửi đến anh chị quý vị mình này. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương nhá. Bản tiêu chuẩn này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, mình tham khảo cùng em. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ Hải Dương 4 mùa không ngủ lụt. La răng sắt xin đeo xe lốp láp đẹp. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm 1 năm nữa cơ. Đấy, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 195 triệu đồng. Đấy, nhà mình tham khảo giùm em này. Đây, cả nhà mình ơi, cứ bình tĩnh, cứ cho em tùng thời gian đi. Cứ cho em tùng thời gian đi. Review trực tiếp tất cả đầu xe anh chị quý mình quan tâm. Giữ máy xem livestream giùm em nhá. Đây, tiếp tục này, i10 để cho anh chị quý mình quan tâm này. Lốt i10 này. i10 214 này. Đấy, i10 214 bản đủ 3 chiếc ở góc này. i10 214 bản đủ 3 chiếc. 2245 triệu đồng. 1.0 số sàn này. Bản đủ nhớ, la răng đúc, phanh DLS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đầy lỗ start top, vô lăng tối khí. Đăng kiểm thì còn dài. 3 chiếc này đăng kiểm lần lượt là đến tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Đăng kiểm hơn 1 năm nữa. 245 triệu đồng, bán đồng giá luôn cho anh chị quý vị mình ạ. Ok đấy, i10 thì cũng đã giới thiệu 7 đầu i10 rồi này. Vios 209 này. Đầu Vios 209 bác Toàn Lê đang quan tâm này. Cả nhà anh ơi, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Đây này, tiếp tục
tiếp tục một loạt Vios luôn cho thầy mình quan tâm này. Vios 210 màu vàng cát 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, la răng đúc tắm 4 bánh này, lốp đáp đẹp sơn xi thì còn chất. Đấy, đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này, xin nhan trên gương, 216 triệu đồng gửi anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, Y10 bản đủ còn thương lượng không? 245 triệu đồng giá còn thương lượng được anh Nguyễn Quang Quý nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi, còn thương lượng được nhá, còn bớt được sao cho anh mua được thì thôi nhá anh nhá, giá còn thương lượng đấy. Tiếp tục Vios 2010 này. Đấy, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố, 1.5 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp, 195 triệu đồng, sedan hai đầu phân khúc hạng B, vua dòng 5 chỗ này, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu cho anh chị quý vị như mình tham khảo nhá. CX3 bao tiền? Vâng bác Tạ Thuyền ơi, CX3 thì tạm thời bên em chưa có bác nhá, tiếc quá, bác tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, kèm lại cho em số điện thoại nào có thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác Thuyền Tạ. Có bán tải không? Vâng, bán tải thì tạm thời bán tải với em hôm nay này, đi công vụ là chưa có nhà bác nhá. Có một chiếc Ford Anger 2 cầu máy dầu màu trắng, đời 2013, đăng ký là bánh năm 2014, bản XLT, bản đổ phun kịch, anh Nguyễn Công Dũng nhá. Nhắn tin qua fanpage em đi, để lại cho em số điện thoại này, tí em sẽ gửi hình ảnh và chi tiết con đấy cho. Nếu hôm nay chiếc đấy nó đi công vụ về sớm ấy thì em sẽ quay luôn cho anh Nguyễn Công Dũng nhá. Đây, tiếp tục là Vios 210 cho anh chị quý vị mình quan tâm nhá. Đây, rất là nhiều Vios luôn, tha hồ lựa chọn cho gia đình mình ạ. Vios 210, 195 triệu đồng. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B, vua 5 chỗ đây. Đấy, lốp láp sơn xi nội thất, máy mó thì không có gì phải bàn rồi, còn chất còn đẹp, xi nhan trên gương, đăng kiểm thì còn dài. Đấy, đăng kiểm tháng 1 2023, 195 triệu đồng cho anh chị quý mình quan tâm, giá còn bớt còn thương lượng này. Vâng, Zalo à, đây để em để lại hai số điện thoại cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo này. 0347 701 77 777 này, 0343 540 999. Ok, đấy hai số Zalo em đã để lại nhá. Vâng, kết bạn Zalo mai tham khảo. Ok bác, kết bạn luôn với em nhá. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều này, cảm ơn bác Nguyễn Quang Quý rất là nhiều. Chào bác Bảo Bình này, chào các bác vừa vào xem nhá, chào lại gia đình nhà mình ạ. Vios 210 số tự động, Vios 210 số tự động thì tạm thời bên em lại chưa có hàng anh ơi. Anh nhắn tin qua fanpage để lại số điện thoại cho em, lao có số tự động 210 Vios em sẽ liên hệ trực tiếp với anh này. Vâng, bác nào mà vẩy vào xem lại con Matiz nhá. Đây, xem lại con Matiz luôn này, đây này. Matiz 208 bản SE, bắt ISI này. Đấy, 45 triệu đồng thôi, nhà mình cùng tham khảo các em này, 45 triệu đồng. Một dòng tập lái động cơ 0.8, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu nhá. Tham khảo dùm em chiếc này đi. Anh chị quý vị nào mà muốn bổ túc tay lái mà vừa có bằng này, đấy, chọn chiếc này đi. Bổ túc tay lái này, vẫn có 5 chỗ ngồi, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình nhá. Tránh mưa tránh nắng này, đấy, di chuyển đi lại rất là hợp lý luôn. Vâng, chào cả nhà mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị mình đang xem này. Xem lại đây, xem lại Matiz đây, có Matiz đây anh ơi. Đấy, Matiz 45 triệu đồng này, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá. Đấy, nhà mình cùng nhìn cùng em một vòng này. Đấy, nước sơn trắng này, biển tư nhân chính chủ 29A Hải Phố này, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt, 45 triệu đồng thôi. Để lại số điện thoại, nhắn tin qua fanpage đi. Đấy, dùm em nhá. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng, xe đẹp giá yêu thương. Vâng, xe đẹp giá đã còn yêu thương nhá. Anh chị quý vị mình đang xem livestream ngày hôm nay, muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô lớn ở Hải Dương. Tư vấn miễn phí này, phục vụ chị quý vị miễn phí luôn. Vừa rồi là khá là nhiều đầu Y10 rất nhiều này, Matiz nhiều rồi. Tìm đâu một chiếc Morning nữa cho mình cùng tham khảo nhỉ. Đây, Morning 5 chỗ đây cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, Morning đời cao 216 đây. Morning đời cao 216 màu trắng bản SI, bản đủ phun kịch, la răng đúc 4 bánh. Đây, lốp lát còn mới còn đẹp, cặp đèn pha này, à, gầm phá xương thì mình quan sát cùng em này. Đèn pha và đèn gầm phá xương thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la răng đúc lốp láp chất, gương kính cục xoài điện xi nhan trên gương, vô lăng túi khí mà còn chỉ có 255 triệu đồng thôi.
255 triệu đồng, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Mang biển 99 Bắc Linh quê hương quan họ chữ tình đây, nhà mình cùng tham khảo giùm em nhé. Đấy, 255 triệu đồng. Vâng, chào hàng Nguyễn, chào bác Bảo Vũ này, chào cả gia đình nhà mình. Những bác nào mà vừa vào xem buổi livestream này em chưa chào được thì gửi lời chào của em đến anh chị quý vị cũng như toàn thể gia đình. Chúc gia đình nhà mình có buổi tối vui vẻ, có bước sóng livestream này thì hãy chia sẻ nhiều lên. Chọn cho mình những mẫu xe ưng ý cả gia đình ơi. Chào bác Thuần Phú Nguyễn. Chào các bác vừa vào nhá. Vâng, chào bác Toàn Lê này. Vâng, để lại số điện thoại đi rồi ok bác Toàn Lê này. Tham khảo tiếp tục cùng em những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Nhà mình nhá. Thắc mắc gì để lại bình luận, thắc mắc từ giá xe, mẫu xe hoặc là thủ tục buôn bán cứ để lại bình luận. Tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay 8 giờ 3 phút mỗi tối. Tiếp tục đây, Hyundai Grand i10 2016 này. Hyundai Grand i10 2016 đăng ký năm bánh 2017 chỉ có 240 triệu đồng thôi, nhà mình cùng quan sát cùng em nhé. Mang lớp sơn màu trắng sứ này, xi nhan trên sườn xe, la răng đúc lốp láp đẹp, nội thất ghế da, điều hòa lao lạnh 2 chiều. Cam kết máy số, keo chỉ cột kèo còn zin. Đấy, xác định lỗi tặng xe luôn cho anh chị quý vị như mình. 240 triệu đồng. Đấy, cạnh kia, cạnh Hyundai Grand i10 này, Kia Morning này. Những dòng xe mà nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn, vô cùng là lành bệnh này. Kia Morning 2014 155 triệu đồng. Động cơ 1.25 số sàn, 4 máy. Đấy. Đăng kiểm còn dài này, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Nhà mình tham khảo giúp em chiếc này nhá, 2014 này, nước sơn màu vàng chanh này. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 155 triệu đồng thôi cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Chiến, chào bác Hoa Phạm Huy, chào bác Lam Nguyễn Duy, chào bác Bảo Vũ, chào bác Trần Thị Thu Hằng. Chào lại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Giòn giã lên cho em xin 57 lượt chia sẻ đi cả nhà đình ơi. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều nhá. Thì hôm nay bên em có về một chiếc Vivante 209 này, nhà mình cùng tham khảo giùm em này. Một dòng 7 chỗ tầm trung đây. Cửa tiền là 186 triệu đồng. Đấy, 186 triệu đồng. 2.0 số sàn. Máy số keo chỉ thì còn zin, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. Đấy, nước sơn màu đen này. 186 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị nhà mình. Đây, em xin tiếp tục báo giá, tiếp tục cái đầu sản phẩm bên em cho anh chị quý vị nhà mình cùng tham khảo ạ. Mọi tư vấn thắc mắc thì để lại dưới phần comment cho em đi. Đấy, những ý kiến và những đóng góp đấy, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Vâng, chào bác, chào mà Nguyễn, chào bác Nguyễn Quang Quý, chào bác Nguyễn Huy, chào những khách hàng thân thương của em ạ. Tiếp tục đây, sedan đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Là mình tham khảo giúp em chiếc này đi ạ. La Chetti CX 2010 đăng ký làm bánh năm 2012. Bên em đã có hai chiếc CX nhá. Đồng giá là 255 triệu đồng. Đấy, chiếc này thì đấy 2010 này đăng ký 212 này, 255 triệu đồng. La răng đúc 17 inch 4 bánh, lốp láp thì mới cả dàn. Đấy, trang bị cả hai mắt đây hai cặp đèn pha, công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. La răng đúc lốp láp chất. Đây. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí tích hợp nút điều khiển an toàn trên vô lăng này. 255 triệu đồng. Bản này là bản nhập Hàn xuất Trung Đông. Option 8 túi khí vô cùng an toàn cho anh chị quý mình lựa chọn ạ. Vâng, chào bác Hứa Liên, chào bác Nguyễn Đức Dục, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào toàn thể chị quý mình. Vâng, nhà mình ơi đang xem livestream này, chúc gia đình nhà mình có buổi tối vui vẻ nhé. Cạnh mẫu La Chetti 2009 CX vừa rồi. Tiếp theo đây, em xin báo giá cho anh chị quý vị nhà mình một chiếc Vivante nhé. Vivante 209 2.0 số sàn, tư nhân chính chủ ở đây 30 Hà Nội phố đây. 155 triệu đồng này, 155 triệu đồng này, 7 chỗ này, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình nhá. 155 triệu đồng giá còn bất sâu ạ. Vâng, chào bác Bà Mai, chào bác Nguyễn Chuyến. Chào các bác vừa vào xem buổi livestream này. Đấy, nhà mình vào xem buổi livestream này, còn gì thắc mắc cần tư vấn để lại bình luận đi, em tư vấn sâu nhá. 115 triệu đồng, La Chetti 209 cho nhà mình cùng tham khảo này. Sedan hai đầu phân khúc hạng B. La răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ thì còn chất, đăng kiểm thì còn dài. Tháng 11 năm 2022. 5 chỗ rộng rãi này, phục vụ nhu cầu của bản thân cũng gia đình này. Tham khảo giùm em chiếc này nhá. Biển mang biển số 36 đây. Thanh Hóa quê hương các anh hùng đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xi nhan trên gương 115 triệu đồng thôi. Tham khảo giùm em chiếc này cả gia đình nhá.
Đấy, thắc mắc gì thì gọi trực tiếp qua hai số điện thoại này đang để trên màn hình, 0347701 hoặc 0343540 99, em tư vấn sâu ạ. Cạnh chiếc Lancetin này thì chiếc Morning này 195 triệu đồng thì em đã giới thiệu buổi đầu buổi livestream này. Em cũng xin giới thiệu lại cho anh chị quý vị mình vừa xem nhé. Đây, Kia Morning 1.0 số tự động nhập Hàn 209 195 triệu đồng. Máy số keo chỉ còn chất còn ngon này, mang về sẵn đi sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi. Đấy, các chị gái là mà vừa có bằng này, bằng B1 đấy thì tham khảo giùm em chiếc Morning này nhá. 195 triệu đồng, em Tùng còn bớt sâu được cho anh chị quý mình quan tâm ạ. Vừa rồi đã giới thiệu khá là dòng, khá nhiều dòng 4 chỗ này, 5 chỗ rồi. Thì tiếp theo đây, tiếp theo đây 7 chỗ ngồi quốc dân đây. Toyota Innova 208 đăng ký là bánh năm 2010. 240 triệu đồng. Vâng, 240 triệu đồng gửi đến gia đình nhá. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Đây. 30 Hà Lợi Phố này. Máy số này, keo chỉ sơn si. Cột keo thì còn zin, bản G xịn này. Trang bị vô lăng túi khí. Hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 240 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm đến dòng Toyota Innova quốc dân này ạ. Cành mẫu Toyota Innova 2008 vừa rồi. Đây, một sản phẩm đến từ nhà Hyundai nhá. Nhà mình cùng tham khảo cùng em này. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ là những gì em muốn nói đến của chiếc Hyundai Getz này. Hyundai Getz 209 biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên, 4 số một chủ từ đầu. Lốp lắp đẹp, sơn chi chất. Máy số keo chỉ gầm bệ thì vô cùng chắc chắn, này còn rin luôn. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe mà em Tùng bán chỉ có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng thôi gia đình mình nhá. Tham khảo dùm em chiếc này, một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu đây. Vô lăng túi khí đây, vô lăng ba chấu này, đấy đầu đài màn hình theo xe. 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được gia đình ạ. Vâng, chào bác Bảo Vũ, chào bác Lam Nguyễn Duy, chào bác Nguyễn Văn Dục, chào bác Hà Nguyễn, chào bác Hồ Chí này, chào bác Quan Thiên Phạm, chào bác Hà Hân, chào bác Nguyễn Huy, chào đại gia đình mình ạ. Đây, em xin báo giá một giải xe này luôn cho anh chị quý vị mình quan tâm nhé. Các bác nào ở gần đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương, Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương để được em Tùng tư vấn cũng như là chạy thử xe miễn phí ạ. Kia Morning nhập khẩu giới thiệu đến gia đình đây. Kia Morning 2010 đăng ký là bánh năm 2013 với lớp sơn màu xanh kiểu long rất là đẹp đây. La răng đúc, lốp lắp đẹp đây, có option phanh đĩa ABS này. Sơn si, máy số keo chỉ còn zin. Xin nhắn trên gương, gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Động cơ 1.0 số tự động 5 chỗ ngồi. Vô lăng túi khí này, đầu đài màn hình zin theo xe. Option điều hòa đây, điều hòa thì auto nhá, hai chiều red boot. Có cả sấy gương và sấy ghế cho anh chị quý vị nhà mình. 235 triệu đồng. Quan tâm nhắn tin qua fanpage, được tư vấn và được giảm sâu hơn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Chào bác Trinh Phạm Văn, chào bác Nguyễn Huy, chào bác Phương Trang, chào bác Văn Phương Châu, chào đại gia đình, chào ô tô đầu mối trên ba miền tổ quốc. Những lượt xem, những lượt like, những lượt chia sẻ là nguồn động lực bên em làm sao để phục vụ anh chị quý vị mình tận tâm hơn, mang cho đại gia đình của mình đến những sản phẩm tốt hơn nữa. Tiếp theo đây em xin báo giá một đôi Innova đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý vị mình cùng quan sát nhé. Innova 208, chất từ máy số đến keo chỉ đến sơn si, chất đến từng con ốc luôn nếu anh chị quý vị mình quan sát trực tiếp nhé. 208 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi, vừa 7 chỗ xin gửi đến gia đình nhà mình. Bản G xịn này, bản G xịn nhá. La răng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Sơn xe này vô cùng là ngay ngắn này. 265 triệu đồng gửi đến chị quý vị nhà mình. Vô lăng túi khí, đây vô lăng túi khí này. Đấy, đầu đài màn hình theo xe. Chân lỉ rất đẹp, hai hàng điều hòa này, tạo lên cảm giác thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển trên điều kiện thời tiết lăng nắng nhá. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Cả hai mắt cảm biến chống va chạm phía đuôi. 265 triệu đồng được em Tùng bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Quan tâm Toyota Innova 208 này, nhắn tin cho em đi, để em được tư vấn sâu gia đình mình nhé. Cạnh Toyota Innova 208 bản G thì có Toyota Innova 208 bản tiêu chuẩn này. Bản tiêu chuẩn nhưng được độ lên la răng đúc này. Đấy, bản tiêu chuẩn nhưng được độ lên la răng đúc này.
cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. 175 triệu đồng bao rút hồ sơ này. Đại hạ giá cho anh chị quý vị như mình. Vâng, thì em livestream hôm nay là buổi ngày 18 tháng 8 này. Thì em xin off livestream 2 ngày. Thì bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em có một chuyến du lịch này đến đi Sapa 2 ngày nhá. Đại gia đình bên em đi Sapa 2 ngày này. Anh chị quý vị nào mà đang ở Sapa này, chốt được cho em một vài mẫu đi, chốt cho em một vài mẫu, sáng mai bạn đi sớm này, ship luôn xe tận nhà cho anh chị quý vị mình, ship đến chân giường luôn. Đấy, cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhá. Đi Sapa 2 ngày. Đấy. Là mình bác nào ở Sapa này, ship xe tận nhà này, có quà của chợ ô tô đầu mối Hải Dương kèm theo luôn. Chốt xe, ship tận nhà, giảm 5 triệu giá còn thương lượng cho anh chị quý mình quan tâm nhá. Những bác nào Sapa nào, cho em xin một cánh tay của những anh chị quý vị nào ở Sapa nào. Đại gia đình mình ơi. Vâng, tiếp tục đây em lại báo giá cho mình nhá. Cruise 211 form dáng mới, máy mới, xin gửi đến gia đình nhà mình này. Cruise Chevrolet 1.6 số sàn có 248 triệu đồng thôi. 248 triệu đồng, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Một dòng xe đến từ Mỹ này, vô cùng là dài xe, vô cùng là trường xe này. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng túi khí, đây vô lăng túi khí, vô lăng 4 chấu này. Đầu đài màn hình to rồi. Đấy, đầu đài màn hình to phè luôn. OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 6 5 cấp số tiến, 1 cấp số lùi, tay đấm dạng móc đây. Vô cùng an toàn luôn, 248 triệu đồng. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Chụp lại màn hình đi nếu mà quan tâm này. Chụp lại màn hình nếu mà quan tâm. Chốt được trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Giảm 5 triệu giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Tấn Thành, chào bác Thanh Trúc, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Ba Mai, chào bác Trần Tùng, chào tất cả những khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Để lại bình luận, để lại comment đi để được em Tùng tư vấn sâu hơn và những đầu xe gia đình mình đang quan tâm nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây, 7 chỗ khá là nhiều rồi này, sedan hai đầu rất là nhiều này. Quay lại mới hatchback một đầu tư vấn cho gia đình nhà mình. Hai chiếc Hyundai Grand i10 đây, đến từ Hàn Quốc nhé. Nhập ấn nguyên chiếc biển tư nhân chính chủ này. Một chiếc 15A Hải Phòng hoa phượng đỏ và một chiếc 30 thủ đô đây. 245 triệu đồng đồng giá Hyundai Grand i10 bản đủ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Là mình tham khảo dùm em này. Cùng nước sơn màu bạc này, cùng bản đủ phun kịch này. La răng đúc, phanh DBS, xin nhan trên gương. Gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm thì còn dài. Hai chiếc đều đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều red buốt luôn. 245 triệu đồng cho gia đình mình cùng quan tâm. Một cặp Hyundai Grand i10 nhá. Giá còn bớt ấy, còn thương lượng cho gia đình em nhá. Đấy. Càng thiện chí thì bớt càng nhiều. Đấy. Đều trang bị bốn mắt cảm biến lùi phía sau cho gia đình mình. Hyundai Grand i10. Vô cùng là lành này, đấy, máy số điện đó dễ bảo trì bảo dưỡng. Rất là nhiều dòng xe quốc dân để hân hạnh phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Cạnh hai mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi này, Genta 209 có 135 triệu đồng thôi. Từ tham khảo rồi em mẫu này nhá. 135 triệu đồng cho anh chị quý vị nào mà đang cần một mẫu sedan hai đầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu của gia đình. Genta 209 135 triệu đồng. Đấy. Đăng kiểm thì còn dài, 11 tháng 11 năm 2022. Giá còn bớt còn thương lượng được gia đình mình quan tâm ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, sở lời lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì để lan tỏa buổi livestream của em Tùng hơn. Để những anh chị quý vị nào trên ba miền của Tổ quốc có đang có nhu cầu tìm xe này, tìm ý một sản phẩm ưng ý về giá cả và chất lượng cho em nhé. Cam kết trên giấy tờ, trên văn bản cho anh chị quý vị mình những đầu sản phẩm tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đưa đến tay người tiêu dùng. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý. Nếu sai đổi trả một một này, không ưng ý nữa hoàn tiền 100% cho anh chị quý vị và các bạn nhà mình ạ. Hyundai Grand i10 tư nhân chính chủ Hà Lợi Phố đây, tiếp tục lại mang đến cho chị quý vị nhà bạn ạ. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp nắp thì còn đẹp còn mới này. Có phanh đĩa chống bò cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện. Đăng kiểm thì 1 năm nữa luôn. Tháng 6 năm 2023 mà chỉ có 235 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ gia đình quan tâm này. Đấy, bản đủ phun kịch, trang bị cả 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau, có cả option cam lùi này. Đấy, để bảo đảm cho anh chị quý vị mình di chuyển lùi một cách yên tâm luôn. 235 triệu đồng. Hyundai Grand bản đủ phun kịch.
Đấy, 214, đăng ký là bánh 216. Vừa rồi em đã giới thiệu khá nhiều là mẫu Innova này, 208 này và 2010 rồi đúng không nhỉ? Đúng rồi, 208, 2010, 3 chiếc rồi. Tiếp theo đây này, Innova đời cao luôn cho gia đình mình này. Tota Innova 7 chỗ 2015 bản e xịn này. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Dương nhá. Đăng kiểm thì còn dài đây, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 này. Nhà mình để ý biển cho em một chút này. 34A28282, biển rất đẹp luôn. Mãi phát luôn nhá, cho mình nhá. Sơn xi máy số keo chỉ thì còn chất, còn đẹp luôn nhá. Chất đến từng con ốc cho gia đình nhà mình. Con giá chỉ có 395 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng được nhá. Còn bớt còn thương lượng này, bớt có lãi là bán luôn. Xin nhan trên sườn, xin nhan trên gương. Tay lắm cửa, viền chân kính thì bọc lốc đây. Điểm nhấn trên sườn xe này. Máy số keo chỉ thì còn zin còn đẹp. Đây em xin quay một vòng ngoại thất cho anh chị quý mình cùng tham khảo giùm em nhé. Đấy, chưa mua thì cứ tham khảo đi. Nhắn tin qua fanpage đi để em được tư vấn ạ. Bản e xịn này, trang bị hai mắt cảm ứng chống va chạm phía sau. Xung quanh các kính thì được bọc phim cách nhiệt 3M này. Tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị mình di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Bắc lên đến 37 38 độ C này. Đấy, sườn xe liền lạc, không đâm xô, không va chạm. 395 triệu đồng. Chiếc này thì có hỗ trợ trả góp nhá. Có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình đang quan tâm này. Vâng, chào bác Nguyễn Tuấn Thành, chào bác Hà Công Khảm, chào bác Trinh Phan Văn, chào bác Bảo Vũ, chào bác Khánh Nguyễn, chào bác Trinh Văn Phạm này, chào bác Công Điểm, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Nhà mình buổi tối hôm nay đang hoan hỉ, đang vui vẻ đi, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn những động viên của anh chị quý vị rất là nhiều nhá. Cứ chia sẻ đi, cứ like thật đều lên, chia sẻ thật đều đi. Đến bên em này, bảo anh có xem livestream của em Tùng này, có chia sẻ, có thả tim, bớt làm sao cho quý vị mình quan tâm được chiếc nào thì mua được chiếc đó nhá. Bớt được chiếc nào là mua chiếc đó này. Đấy. Kia Morning 216 màu me mà chỉ có 215 triệu đồng thôi. Nhà mình tham khảo cùng em nhá. Đấy, xe thì trang bị cặp đèn pha, đây halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn khá là dài. Tháng 11 năm 2023. Máy số keo chỉ còn chất, còn đẹp, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Đấy, màn hình đầu đài to rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị và các bạn. Từ xem phim này, nghe nhạc, check map, đọc tin tức khi đang di chuyển trên đường. 215 triệu đồng, giá còn bớt được sâu nhá. Đấy, Kia Morning 216 màu be này. Quan tâm chụp lại màn hình gửi qua fanpage cho em để em tư vấn thêm nhá, gửi hình ảnh và video chi tiết này, tư vấn chi tiết từ máy số keo chỉ đến từng con ốc luôn. Quay cả gầm bệ, cả lốp láp cho anh chị quý vị mình. Cạnh Kia Morning 216 màu be, một dòng xe tiếp tục đến từ Nhật giới thiệu đến gia đình nhà mình đây. Mazda 626205 2.0 số sàn. Đấy, sedan hai đầu gửi đến gia đình nhà mình này. Đấy, máy số keo chỉ, sơn xi lốp láp thì còn chất, còn zin. La răng đúc, phanh đĩa vét 4 bánh. Đấy, động cơ 2.0 số sàn, 5 chỗ ngồi, 145 triệu đồng cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhé. Đấy, tham khảo giùm em một chiếc xe Mazda 626 đến từ Nhật đi ạ. Đấy, nhà mình hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều này. Những lượt tim, những lượt like, những lượt xem là nguồn động lực của cho ô tô đầu mối Hải Dương để tiếp tục tìm kiếm những đầu sản phẩm một cách chất lượng nhất với khung tiền yêu thương nhất để phục vụ gia đình mình ạ. Tiếp theo đây, Kia Morning 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Đây em xin giới thiệu gia đình nhé. Xe này nhập Hàn nguyên chiếc 2010 này. Đăng kiểm thì còn rất là dài luôn. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 165 triệu đồng. 1.0 số sàn gửi đến gia đình nhà mình nhé. Đấy, nước sơn màu trắng sứ này, rất là đẹp luôn. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Kia Morning 2010. Tham khảo dùm em nhé, nhà mình nhé. Tham khảo dùm em mẫu này đi. Đấy. Chào bác Phạm Đồng, chào bác Nguyễn Văn Dục, chào bác Trần Trinh Văn, chào bác Viện Bùi Thanh này. Vâng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Cảm ơn đại gia đình mình đang xem buổi stream rất là nhiều nhá. Nhà mình cùng theo dõi em đây, một khoa khôi đây, một hoa khôi hoa hậu của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Kia Rio 2015. Một sản phẩm đến từ nhà Kia đây. Xe đang mang biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đất mỏ đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, gương kính cụp xoay điện, xin nhan trên gương, la răng đúc zin nguyên bản theo xe, 405 triệu đồng. 405 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình quan tâm
đăng kiểm thì còn dài. Tháng 1 năm 2023. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, các nút glue control này, những cổng AUX USB, cổng nguồn 12V thì đầy đủ rồi nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Nước sơn màu trắng sứ này. Bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình. Bao test hãng này, bảo hành từ 3 đến 6 tháng hoặc 13.000 km nhá. Bảo hành như hãng luôn cho gia đình mình. Kia Rio 2015, đăng ký làm bánh năm 2018, 405 triệu đồng gửi đến đại gia đình mình nhá. Vừa rồi là cũng phân khúc khá tiền này, 405 này. Tiếp theo đây này, 405. Giới thiệu tiếp một chiếc nữa, có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, Genta 209 này. Sedan 2 đầu, phân khúc hạng B. Anh chị quý vị nào mà muốn bổ túc tay lá này, đấy, chọn chiếc xe tầm tiền tiền đi. Tham khảo chiếc này dùm em, 135 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhá. Genta 209, đăng ký là bánh năm 2010. Đấy, cam lùi cam hành trình đây này. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng kiểm còn dài, tháng 12 2022. Giá còn bớt còn thương lượng được cho đại gia đình mình nhá. Cứ đến chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương hoặc nhắn tin qua fanpage và anh tìm được mẫu này này, quan tâm mẫu này qua bước sóng livestream của Thanh Tùng này, của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương này, bớt ngay 5 triệu, giá còn thương lượng được cho gia đình mình. Vâng, chào tất cả những anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Thế bác nào mà mới vào thì hãy cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như với khung giờ quen thuộc 8:30 mỗi tối em lại xin phép lên sóng báo giá tương tác hầu hạ phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Khá là nhiều dòng 5 chỗ này, tiếp tục để đến 7 chỗ để phục vụ ở những nhu cầu gia đình của mình này. Mitsubishi Jolly 207. À, Mitsubishi Jolly 205 nhé, xin lỗi nhà mình. 205 đăng ký lăn bánh 207, bản đủ động cơ 2.0 kim phun điện tử mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng thôi anh chị quý vị nhé. La răng đúc 4 bánh này, lốp láp mới, lốp láp thì còn đẹp, còn mới này. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. Cam lồi cam hành trình đầy đủ này. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh 2 chiều rét buốt. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển cơ bản trên vô lăng nhá. 135 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhìn. Mitsubishi Jolly 205, 135 triệu đồng. Ê, đứng đằng trước chiếc Mitsubishi Jolly vừa rồi. Tiếp đây, em xin giới thiệu anh chị quý mình một mẫu Accent này. Một mẫu Accent này đầu nhá. Bác nào quan tâm Accent này, để lại bình luận đi, để lại bình luận comment đi để em tư vấn này. Vâng, chào bác Nhật này, chào bác Hà Hữu Hảo, chào bác Nguyễn Đăng Duy này, chào bác Đỗ Tiếp này. Đấy, níu hết cả giọng rồi. Accent 209 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc, 170 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình nhá. Sedan đầu phân khúc hạng B, máy số keo chỉ, nốp lát thì còn chất còn đẹp này, nội thất ghế da theo xe, 170 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, cả nhà em ơi, đang livestream này, quan tâm mẫu nào để lại bình luận trên bước sóng đi, em tư vấn sâu hơn, quay từ ngoại thất đến nội thất cho mình cùng tham khảo giùm em nhé. Vâng, những anh chị quý vị nào mà đang muốn tìm cho mình một chiếc hatchback một đầu số động này, tham khảo giùm em này. Genta X210, đăng ký năm bánh năm 2012 với lớp sơn màu xám bạc rất là đẹp đây. Đấy, 1.2 số động, 5 chỗ ngồi, la răng đúc, lốp láp đẹp, có phanh diabet. Sấy kính, sấy ghế thì đủ cả rồi. Option cửa sổ trời trên cao đây. Option cửa sổ lắp nhá. 235 triệu đồng. Nhập Hàn nguyên chiếc, 1.2 số động, 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đăng kiểm này còn khá là dài này. Mình cũng quan sát em này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. 235 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình. Đấy, thì qua bước sóng này em xin giới thiệu là bên em có hai chiếc Genta X nhá. Hai chiếc Genta X đang được bày bán tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương này. Một chiếc màu xám bạc vừa rồi này, một chiếc màu đỏ đôi nhá. Một chiếc này là 228 triệu đồng này, chiếc vừa rồi là 235 triệu đồng. Tham khảo dùm em, ưng mẫu nào, ưng chiếc nào nhắn tin qua fanpage với em đi để em được tư vấn cho gia đình mình ạ. Kia Morning 216, gia đình nhà mình tham khảo dùm em một chiếc màu vàng này. Kia Morning 216, đăng ký là bánh năm 2017, động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Lốp láp sơn si thì liền nạc còn đẹp, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 200 triệu đồng tròn nhá. Mình tham khảo dùm em này.
Nội thất ghế da hai màu đỏ đen. Đấy. Vô lăng hai chấu này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Màn hình OLED cỡ lớn phục vụ nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị mình. Xem phim nghe nhạc check map. Đấy, xem thật sự nhá, mà chỉ có 200 triệu đồng thôi. Trước này thì bên em hồ sơ cầm tay rồi này. Hồ sơ trước này thì cầm tay rồi. Lên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển trong ngày thôi. Xong ngày cho anh chị quý vị mình. Morning 216 200 triệu này. Morning 2008 115 triệu đồng, tiếp tục giới thiệu đến gia đình người mình. 115 triệu đồng 2008. Biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. La răng đúc lốp láp đẹp. Đây. Máy số keo chỉ thì còn chất, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét tức ngực luôn chứ còn phải rét buốt nữa. 115 triệu đồng, vô lăng ba chấu tích hợp túi khí. Là mình tham khảo dùm em nhé. Có video có hình ảnh chi tiết đấy, nhắn tin qua fanpage đi để em được gửi cho gia đình mình ạ. Đây mẫu này này, đây. Anh chị quý vị đang quan tâm đến dòng Vios này. Đấy, chiếc này về em giới thiệu sót này. Vios bản E2010 245 triệu đồng. Đấy, na răng đúc 4 bánh, có phanh ABS, xi nhan trên gương, gương kính, cụp xòe điện. Đăng kiểm này còn dài. Tháng 11 năm 2023 bản G xịn là mình cùng tham khảo dùm em nhé. Đấy, 245 triệu đồng. Còn bớt sâu được nhé. Đấy, bản E xịn này, tham khảo dùm em đi ạ. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Toyota Vios màu đen bản E. Cảnh mẫu Toyota Vios bản E vừa rồi. Tiếp theo đây, nhà mình cùng tham khảo dùm em một mẫu SUV 5 chỗ gầm cao máy thoáng đến từ Nhật nguyên chiếc nhé. Nhật nguyên chiếc đấy ạ. Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký là bánh năm 2018 này. La răng đúc 4 bánh, có phanh ABS, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Cặp đèn pha đây rất là cá tính luôn. Công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. 575 triệu đồng. 2.0 số tự động. Số tự động. Đây 5 chỗ gửi đến gia đình nhé. Nước sơn màu xám xi này. Đấy, nước sơn màu xám xi rất là mạnh mẽ, rất là đẹp. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau nhé. 575 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm này. Nhưng bác nào mà gia đình mà có sở thích này, hay đi phượt, hay đi du lịch cả gia đình đường dài này, chọn chiếc này dùm em đi. Nội thất đằng sau rất là rộng luôn. Chở đồ đạc của gia đình này, di chuyển vài tuần luôn, không là vấn đề gì với em nó luôn. 575 triệu đồng, 2016 Mitsubishi Outlander. Có hỗ trợ trả góp cho gia đình mình quan tâm ạ. Đây thì em xin giới thiệu tất cả những dòng sản phẩm tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Hoan hỉ đi, hoan hỉ lên. Để lại cho em những lượt bình luận cũng như lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà có nhu cầu về xe đến với Thanh Tùng đi, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để được xem xe là một này, trải nghiệm xe miễn phí nhá, trải nghiệm bao giờ ưng ý thì thôi nhá. Đấy, trải nghiệm ưng ý thì thôi này. Chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream nhá. Vừa vào ngày hôm nay thì cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Cảm ơn đại gia mình rất là nhiều ạ. Kia Morning nhập Hàn 2008 đây, tham khảo dùm em nhé. 180 triệu đồng, 1.0 số tự động này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. 180 triệu, một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc 2008. Tham khảo dùm em đi cả gia đình ơi. Đấy, biển tư nhân chính chủ 15A thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. La răng đúc 4 bánh. Đây, hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau. 180 triệu đồng. Đấy, 180 đồng, bao rút hồ sơ nhá. Bao rút hồ sơ với cửa tiền là 180 triệu đồng cho nhà mình. Vâng, chào bác Chiến Dâu, chào bác Nguyễn Lâm Tùng, chào bác Lò Nguyễn, chào bác Phạm Long. Chào bác Công Điểm Mai, chào bác Hoàng Hà. Chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc gia đình nhà mình này, chúc anh chị này cũng như gia đình của mọi quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay luôn luôn sức khỏe, vui vẻ qua bước sóng livestream này, chọn lên một mẫu xe đi. Đi lại này, phục vụ nhu cầu của mình đi ạ. Sedan 2 đầu 2008 La Chetti đây. 155 triệu đồng gửi đến gia đình mình nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, na răng đúc lốp lam đẹp. Đấy, những chi tiết như tay nắm cửa này, viền chân kính ốp gương thì bọc lốc rồi, điểm nhấn trên nước sơn màu đen này, xi nhan trên sườn xe. 155 triệu đồng cho anh chị quý vị nào quan tâm nhé. Đấy, quan tâm chụp ảnh màn hình đi, gửi qua Zalo cho em. Tư vấn thêm này, đấy, gửi những video hình ảnh chi tiết của em đó nhé. 155 triệu đồng,
con bớt sâu gia đình mình. Đây tiếp tục cũng là 155 triệu đồng này. Lacetti 207. Đấy, biển 73. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn xi lốp lát còn chất. Giá còn thương lượng, còn bớt sâu cho gia đình mình. Hai mẫu Lacetti nhá. Đấy. Một chiếc là 207 này. Một chiếc là 208 này. Tham khảo dùm em hai chiếc này. Hai mẫu sedan hai đầu màu đen này, rất là đẹp. Cạnh hai mẫu 5 chỗ vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị mình một chiếc 8 chỗ đây. Chevrolet Vivante 209 này, tư nhân chính chủ này. Cam kết anh chị quý vị mình, máy số keo chỉ sơn suy cột kèo này còn zin. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. 8 chỗ mang về sẵn sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu của gia đình nhà mình nhá. 195 triệu đồng. 195 triệu đồng, 8 chỗ ngồi. 2.0 số sàn ạ. Vâng, thì vừa rồi em đang giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình 83 đầu sản phẩm đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Rất là nhiều xe rồi, anh chị quý vị mình nào còn thắc mắc để lại bình luận đi, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em để em tư vấn sâu cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều nhá. Đấy, những lượt xem, những lượt like, em Thanh Tùng vô cùng cảm ơn gia đình của mình. Đấy, rất là nhiều đầu xe này. Đấy, rất là nhiều mẫu xe này. Có thể là những buổi livestream vừa qua em livestream này, em thì cũng mới thôi, cũng mới bước vào livestream này, cũng mới bước vào cái gọi là kinh doanh ô tô đi, gọi thế cho nó to đi dành ạ. Thì còn nhiều thiếu sót này, có thể like chưa hay này, những thông tin chưa đúng đắn và chưa đầy đủ. Thì anh chị quý vị mình cứ để lại bình luận, để lại comment đi, để em được học hỏi thêm nhé. Cảm ơn anh chị quý vị nhì, mình rất là nhiều ạ. Mọi tư vấn thắc mắc gửi qua fanpage cho em, hai số like đã để trên màn hình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream cũng như video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Thì em xin upstream 2 ngày. Bên em đi Sapa như em đã báo cho dành từ đầu ấy. Upstream 2 ngày nhưng vẫn ra đầy đủ những video giới thiệu sản phẩm bên em ạ. Rồi, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình ở buổi đầu tuần sau đi. Vâng, xin chào ạ. Chúc anh chị quý vị mình tí một giấc ngủ ngon nhá, bên gia đình người thân.